Thời gian gần đây thì CEO Nguyễn Phương Hằng được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh loạt livestream gây cấn được người người nhà nhà theo dõi thì đời tư của nữ đại gia cũng trở thành đề tài thu hút dư luận. Được biết, bà Phương Hằng là mẹ của bốn người con. Bên cạnh cậu con trai út vốn được biết đến với vai trò là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam, đồng thời là con chung duy nhất giữa bà và ông Dũng Lò Vôi, thì chủ nhân của khu du lịch Đại Nam còn có ba người con riêng gồm hai trai và một gái. Không như cậu con trai út vốn nổi tiếng ngay từ bé vì được thừa kế tài sản hàng nghìn tỷ khi mới 1 tuổi. Có rất ít thông tin về ba người con lớn của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là cô con gái duy nhất. Theo một số thông tin ít ỏi được bà Hằng và báo chí chia sẻ, thì bé tên là My, nickname là Natalia, là con chung của bà Phương Hằng và người chồng thứ hai, ông Trần Văn Thịnh. Bên cạnh đó, con gái của bà Phương Hằng được đi du học từ bé. Thời gian gần đây, cô bé sống tại Việt Nam, thi thoảng có xuất hiện trong các bữa tiệc của gia đình. Chính bà Phương Hằng và người bạn của gia đình đều công nhận My có ngoại hình giống mẹ. Cô bé xinh xắn và đáng yêu, đúng với lứa tuổi của mình. Tuy không chia sẻ về con gái, nhưng trong bức tâm thư gửi con gái nhân dịp sinh nhật, bà Phương Hằng đã tiết lộ đôi nét về tính cách của con gái, đồng thời nhấn mạnh cô nhóc chính là bản sao của mẹ thời trẻ. Con giống mẹ nhiều đến mẹ không thể ngờ được, mẹ nhận ra mình có một bản sao, một bản photo màu y như đúc. Trong lời tâm sự của bà Hằng, con gái là người có cá tính mãnh liệt và kín đáo. Cô bé là niềm kiêu hãnh của mẹ và là nguồn động lực giúp cho bà Hằng vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Người mẹ bốn con xúc động tâm sự. My ơi, mẹ cảm ơn con. Mẹ biết con đã hiện diện ở trong cuộc đời mẹ. Sự hiện diện và có mặt của con đã cứu cánh cho mẹ sống. Không có con, mẹ sống để làm gì? Những lúc mẹ đau khổ nhất, chơi vơi nhất, chỉ có con bên đời mẹ. Con cho mẹ năng lượng sống, con chính là nguồn sống của mẹ. Để mẹ phải sống để che chở cho con gái nhỏ bé của mẹ, để mẹ vượt qua bao giông tố của cuộc đời vì ánh mắt của con và vì con tin mẹ. Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Mẹ và con là hai mảnh ghép của cuộc đời, của cái gọi là bản trước và bản sau. Trái tim của mẹ rướm máu vì cuộc đời, vì số phận đã an bài cho mẹ con mình giống nhau đến từng hoàn cảnh như vậy. Người mẹ có ảnh hưởng không nhỏ đến sự trưởng thành của các con, nhất là những cô con gái thường lấy mẹ làm tấm gương. Là con gái của CEO Nguyễn Phương Hằng, cô bé My ắt hẳn sẽ trưởng thành tốt đẹp và thành công như những gì mà mẹ mong đợi, nhất là khi bà Hằng có cách dạy con vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, bà Phương Hằng không kỳ vọng con phải nối nghiệp gia đình hay trở thành những người giỏi giang. Thay vào đó, người mẹ bốn con luôn nhấn mạnh việc các con phải sống tử tế và nhân ái. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ. Con biết sống và hy sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó vì con là bản sao của mẹ. Con phải sống thật nhân ái, thật tử tế và ngẩng mặt với đời vì con là con gái của mẹ. Bà Phương Hằng gửi gắm đến con. Một lần khác, bà Phương Hằng cũng chia sẻ về việc dạy con tử tế và đàng hoàng. Trải qua 3 cuộc hôn nhân, tôi có 4 đứa con trai lớn của tôi có khí phách anh hùng. Nó từng nói, con không thể chịu nổi người ta ăn hiếp mẹ, dù có đi tù, con cũng phải bất chấp mẹ ơi. Khi ấy tôi chỉ nói, trên đời này có pháp luật, con đừng có nóng. Quý vị thấy không, nếu tôi dạy con không đàng hoàng, thì khi nó nóng nảy, chắc chắn sẽ làm ra chuyện không tốt. Tôi phải biết nén đau thương, các con tai tôi phải biết nhịn để mẹ chúng làm những chuyện đúng đắn. Chính cuộc đời mình, bà Phương Hằng luôn làm gương để các con phải biết sống nhân ái vì mọi người. Nhiều năm qua, nữ doanh nhân đã dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện và cứu giúp những mảnh đời khó khăn. Cả bà và ông Dũng Lò Vôi đều đồng hành cho con trai út thừa kế tài sản, nhưng không phải là để làm giàu mà là để làm việc thiện. Đối lập với sự kiên quyết và cứng rắn trên sóng livestream, cũng như ở thương trường, ở nhà bà Hằng là một người mẹ hết lòng yêu thương và rất thân thiết với các con. Nữ CEO tiết lộ, việc gì năm mẹ con cũng nói với nhau và thường xuyên trò chuyện trong nhóm chat chung của gia đình. Bà Phương Hằng cho biết, ở nhà có cái group năm mẹ con nên có gì cũng gửi lên đó.
Đêm xuống phải nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ. Cho nên nói thật với quý vị, kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải sống tử tế để làm gương cho các con. Mỗi ngày mở mắt ra, bị vô số người xúc phạm, trù ẻo tôi chết. Nhưng tôi luôn cố gắng để bản thân không gục ngã vì các con. Thậm chí có một thời gian vì ồn ào của dư luận, bà Nguyễn Phương Hằng còn có ý định đóng trang cá nhân. Trong những lý do mà nữ CEO đưa ra là vì các con, có thể thấy đối với một người mẹ, con cái luôn là điều ưu tiên. Bà Nguyễn Phương Hằng, con cái chính là tài sản trân quý nhất. Con là tài sản quý giá nhất trên đời, yêu con như yêu chính cuộc đời mình. Con sai lầm do mình, con biết yêu thương cha mẹ do mình, dùng tâm và tình yêu thương để chạm đến trái tim con. Bà Phương Hằng chia sẻ.